Mến chào các con. Hôm nay cô tiếp tục hướng dẫn các con môn tiếng Việt lớp 2, sách kết nối tri thức với cuộc sống. Các con đã chuẩn bị những đồ dùng học tập trong tiết học của mình rồi phải không? Mình cùng kiểm tra lại. Khi ngồi học, các con nhớ ngồi ngay ngắn, lắng nghe cô hướng dẫn và thực hiện những yêu cầu của cô nhé. Như thường lệ, tiết học của chúng ta cũng có hai nội dung. Nội dung đọc bài 28, trò chơi của bố. Nội dung viết, nghe viết, Trò chơi của bố. Trong tiết học hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các con đọc rõ ràng, phát âm đúng các từ ngữ khó trong bài đọc Trò chơi của bố, hiểu nội dung bài đọc, nghe viết đúng một đoạn văn trong bài đọc từ đến bữa ăn đến một nét ngoan. Biết viết hoa địa chỉ nhà nơi mình ở theo đúng quy tắc viết hoa, làm đúng bài tập chính tả phân biệt ao, âu. Trước khi vào bài học, cô cùng các con ôn lại bài cũ. Để ôn lại bài các con đã được học ở tiết trước, cô có 3 câu hỏi dành cho các con. Trả lời đúng một câu hỏi, cô sẽ tặng các con một bông hoa điểm tốt rất đẹp. Các con cùng suy nghĩ để trả lời câu hỏi nhé. Trong bài thơ Mẹ đã học có mấy khổ thơ? Mời con suy nghĩ trả lời. Trong bài thơ Mẹ đã học có hai khổ thơ. Giỏi lắm, con trả lời đúng rồi, cô tặng con một bông hoa điểm tốt. Mời con tiếp tục. Từ rất tròn trong bài thơ Mẹ có nghĩa là gì? Mời con trả lời. từ giấc tròn nghĩa là giấc ngủ ngon ngủ say không thức giấc quá xuất sắc cô tặng con một bông hoa nữa mời con tiếp tục theo con câu thơ cuối bài nói lên điều gì à câu thơ cuối bài nói lên mẹ là hạnh phúc của cuộc đời con cô chúc mừng các con đã nhận bông hoa điểm tốt cuối cùng của cô các con đã trả lời được tất cả các câu hỏi của cô cô tuyên dương các con cô cùng các con chuyển sang nội dung đọc các con cho cô biết con thích chơi trò chơi gì cùng bố mẹ các con có rất nhiều trò chơi để chơi cùng bố mẹ bạn nam thì thường thích chơi đá bóng hoặc là điều khiển xe cùng với bố bạn nữ thì thích chơi trò chơi búp bê hoặc mai đồ búp bê cùng với mẹ. Vậy con thích trò chơi gì cùng bố mẹ thì con hãy kể cho bạn bè và người thân của con nghe nhé. Mời con quan sát tranh và cho cô biết, nhìn vào bức tranh con thấy những gì? Nhìn vào bức tranh con thấy đây là khung cảnh một gia đình đầm ấm, có bố, có mẹ, và bé hường mẹ đang cắm hoa vừa cắm hoa mẹ nhìn hai bố con đang vui vẻ bên nhau hường đưa bố bác bằng hai tay và bố cũng nhận lại bằng hai tay hai bố con đang chơi trò chơi đấy vậy bố và bé hường chơi trò chơi gì thông qua trò chơi bố muốn dạy bé hương điều gì cô cùng các con tìm hiểu qua bài đọc Bài 28 Trò chơi của bố. Mời con nhắc lại tên bài. Trò chơi của bố. Mình cùng mở sách trang 119. Lắng nghe cô đọc bài và đọc thầm theo cô. Trò chơi của bố. Bố luôn dành cho Hường những điều ngạc nhiên. Lúc rảnh rỗi, hai bố con ngồi chơi với nhau như đôi bạn cùng tuổi. Có lần hai bố con chơi trò chơi ăn cổ hường đưa cái bát nhựa cho bố mời bác xơi bố đỡ bằng hai tay hẳn hôi và nói xin bác mời bác xơi bác xơi nữa không ạ à? cảm ơn bác tôi đủ rồi hai bố con cùng phá lên cười lát sau hai bố con đổi cho nhau bố hỏi bác xơi gì ạ à? dạ xin bác bác miếng ạ à? đây mời bác hường đưa tay ra cầm lấy cái bát nhựa bố bảo ấy bác phải đỡ bằng hai tay tôi đưa cho bác bằng hai tay cơ mà năm nay bố đi công tác xa Đến bữa ăn, nhìn hai bàn tay của Hường lễ phép đón bát cơm. Mẹ lại nhớ đến lúc hai bố con chơi với nhau. Mẹ nghĩ Hường không biết rằng ngay trong trò chơi ấy, bố đã dạy con một nét ngoan theo phong thu. Các con vừa nghe cô đọc bài đọc trò chơi của bố. Khi đọc, các con đọc với giọng nhẹ nhàng tình cảm, thể hiện giọng đọc của nhân vật bố Hường, người dẫn chuyện nhé. Bài đọc hôm nay được chia thành 3 đoạn. Đoạn 1, từ đầu đến tôi đủ rồi. Đoạn 2, từ hai bố con đến cơ mà. Đoạn 3 là phần còn lại. Bây giờ cô cùng các con đọc và tìm hiểu. Đoạn 1 Mời con đọc đoạn 1. Trong đoạn 1, con đọc cùng cô từ rảnh rỗi. Rảnh rỗi. Con thấy có câu văn dài. Các con sẽ ngắt hơi và nghỉ hơi đúng chỗ cô làm dấu. Mời con cùng cô đọc lại. Lúc rảnh rỗi, hai bố con ngồi chơi với nhau như đôi bạn cùng tuổi. Con còn thấy có từ sơi. Sơi. Vậy con hiểu sơi là gì? Sơi, lời mời lịch sự, ăn uống. Nhìn vào nội dung đoạn 1, con hãy tìm xem hai bố con thường chơi trò chơi gì cùng nhau. À, hai bố con chơi trò chơi ăn cổ cùng nhau. Qua bài đọc này con biết thêm một trò chơi ăn cổ ở miền Bắc đó con. Mời con đọc đoạn 2. Trong đoạn 2, con thấy có từ bát. Vậy con hiểu bát là gì? Bát là từ dùng cho miền Bắc. Còn ở miền Nam thì gọi là chén, dùng để ăn cơm đó con. Đây là chén. Con còn thấy có từ miến. Vậy con hiểu miến là sao? Đây là miến nè con. Miến là một loại thức ăn. Từ miến chế biến ra nhiều món ăn khác nhau. Nhìn vào đoạn 2. Con thấy khi chơi hai bố con xưng hô với nhau như thế nào? Khi chơi, hai bố con xưng hô là bác và tôi. Mình cùng tiếp tục đọc đoạn 3. Trong đoạn 3, con thấy có câu văn được cô gạch dưới. Con cùng cô ngắt và nghĩ hơi đúng ở những chỗ cô làm dấu nhé. Đến bữa ăn, nhìn hai bàn tay của Hường lễ phép đón bát cơm. Mẹ lại nhớ đến lúc hai bố con chơi với nhau. Trong đoạn 3, con thấy có từ nết ngoan. Nết ngoan. Vậy con hiểu nết là gì? Nết là tính nết, nết na, thói quen, cách ăn ở tốt. Nhìn hai bàn tay Hường đón bát cơm, mẹ nhớ tới điều gì? nhìn hai bàn tay hường đón bát cơm, mẹ nhớ tới lúc hai bố con chơi với nhau. Vậy khi chơi cùng bố, Hường đã được bố dạy nết ngoan nào? A. Biết nấu ăn B. Có cử chỉ và lời nói lễ phép C. Chăm làm và biết giúp đỡ mẹ Vậy con hãy chọn ý nào đúng nhất nhé! À, con chọn ý B. Có cử chỉ và lời nói lễ phép. Hường có cử chỉ và lời nói lễ phép. Vì khi bố đưa, Hường lấy bằng hai tay và nói lời xin bố. Vậy các con, khi đưa hoặc nhận từ người lớn, con nhớ nhận hoặc đưa bằng hai tay và nói lời cảm ơn nhé. Mình vừa tìm hiểu xong nội dung của bài đọc Trò chơi của bố. Con nhớ đọc lại bài thật hay và thể hiện nhân vật trong câu chuyện nhé. Theo con, bài đọc hôm nay nói về điều gì? Bài đọc hôm nay nói về tình cảm giữa những người thân trong gia đình dành cho nhau, cách bố dạy con những điều cần biết trong nói năng và cư xử với người lớn. Đây cũng là nội dung bài học hôm nay đó con. Mời con đọc lại nội dung bài Tình cảm giữa những người thân trong gia đình dành cho nhau cách bố dạy con những điều cần biết trong nói năng và cư xử với người lớn. Bây giờ cô cùng các con chuyển sang nội dung viết. Nghe viết trò chơi của bố. Các con sẽ viết từ đến bữa ăn đến một nết ngoan ở động 3 của bài. Mời con mở sách trang 120. Lắng nghe cô đọc bài. Trò chơi của bố. Đến bữa ăn, nhìn hai bàn tay của Hường lễ phép đón bát cơm, mẹ lại nhớ đến lúc hai bố con chơi với nhau. Mẹ nghĩ Hường không biết rằng ngay trong trò chơi ấy, bố đã dạy con một nét ngoan. Nhìn vào bài viết, con cho cô biết bài viết có mấy câu? bài viết có hai câu bài viết dùng những dấu câu nào bài viết dùng dấu phẩy và dấu chấm những chữ nào được viết hoa những chữ được viết hoa là những chữ đầu đoạn đầu câu và tên riêng hường trong bài viết có những từ khó dễ nhầm lẫn. Bàn tay Trong từ bàn tay, con lưu ý vận an trong tiếng bàn và vận ai trong tiếng tay. Bàn tay Bát cơm Trong từ bát cơm, con lưu ý vận át, vận ôm, bát cơm nết ngoan. Trong từ nết ngoan, con lưu ý vần ết trong tiếng nết, vần oan trong tiếng ngoan, nết ngoan. Mình cùng đọc lại. Bàn tay, bát cơm, nết ngoan. Ở những từ này, các con nhớ viết lại nhiều lần cho thật đúng nhé. Các con đã biết cách trình bày bài viết vào vở. Đây là bài viết đã được trình bày. Ở bài viết này, các con nhớ nhờ anh chị, cha mẹ hoặc người thân đọc cho con viết vào vở. Con nhớ ngồi ngay ngắn, viết đúng tư thế. Viết xong, con mở sách. Dùng bút chì, chữa lỗi, chữ nào sai. Con gạch dưới và ghi ra ngoài lề chỗ sửa cho đúng. Cô cùng các con tiếp tục phần luyện tập bài 2. Viết vào vở địa chỉ nhà em mời con quan sát mẫu một địa chỉ nhà. Số nhà 25, đường Sông Thao, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Nhìn vào địa chỉ nhà, con thấy các đơn vị hành chính được viết theo thứ tự số nhà, đường, thị trấn, huyện, tỉnh. Chữ cái đầu câu và tên riêng các đơn vị hành chính đều được viết hoa như số, Song Thao, Cổ Phúc, Trấn Yên, Yên Bái. Mỗi đơn vị hành chính viết cách nhau bằng dấu phẩy, cuối câu đặt dấu chấm. Cô mời các con xem một địa chỉ nhà ở thành thị. Số nhà 55, đường Võ Thị Sáu, phường 3, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Và đây là một địa chỉ nhà ở nông thôn, số nhà 43, ấp Mai Hương, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Nếu nơi con ở không có tên đường hoặc tên phường thì con viết tên ấp, xã, huyện, tỉnh. Các con lưu ý, khi viết địa chỉ nhà, con nhớ viết hoa tên riêng của ấp, thôn, xã, phường, quận, huyện, tỉnh, thành phố nơi con ở và con nhớ viết dấu phẩy để phân tách các đơn vị hành chính nhé. Ở bài tập này, con sẽ hỏi cha mẹ, anh chị địa chỉ nhà con ở, con viết vào vở như cô vừa hướng dẫn. Con viết cẩn thận sạch sẽ. Cô cùng các con chuyển sang bài 3. Bài 3, chọn A hoặc B. B, chọn ao hoặc âu thay cho ô vuông để chọn được ao hoặc âu thay cho ô vuông, các con nhìn vào nghĩa của từ. Nhìn vào câu thứ nhất, con thấy có hai ô vuông. Ô vuông thứ nhất, hàng câu. Vậy con sẽ chọn ao hay âu? À, con sẽ chọn vần ao, hàng câu. Câu là cây cao, cao vút con chọn ao hay âu à con chọn ao cao vút cao vút là rất cao mời các con thực hiện tiếp câu thứ hai sau nhà sau nhà con sẽ chọn ao hay âu à con sẽ chọn vần âu sau nhà phía trước phía sau mời con đọc lại cùng cô hàng câu trước cổng cao vút cây bưởi sau nhà sai triệu quả cô và các con vừa hoàn thành nội dung tiết học hôm nay sau tiết học này con nhớ luyện đọc lại bài nhiều lần bài hai mươi tám trò chơi của bố con hoàn thành bài viết vào vở theo hướng dẫn của cô và con không quên chuẩn bị bài hai mươi chín cánh cửa nhớ bà trang một trăm hai mươi ba chuẩn bị đồ dùng học tập cho tiết học sau. Giờ học của cô trò mình đã hết rồi. Chúc các con học tốt, mến chào các con.